phần chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành các kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Bạc Liêu. Kết quả đã có hơn 500 sản phẩm, trong đó hơn 200 sản phẩm tiêu biểu của 85 thành viên được giới thiệu, quảng bá, giao thương và tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm trên sàn. Thành viên của sàn chủ yếu là các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể ô cấp của tỉnh. Tỉnh cũng đã đưa chuyên đề ứng dụng chuyển đổi số và phát triển sản phẩm hợp tác xã tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử vào chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, lồng ghép tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã. Từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 350 đại biểu nhằm giúp cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp địa phương cập nhật kiến thức về thương mại điện tử, quy định pháp luật trong thương mại điện tử, nắm bắt xu hướng phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp mới, các nền tảng, phần mềm, công cụ để phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại điện tử. Để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục duy trì, đẩy mạnh triển khai kinh tế số, phát triển cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử cho hộ gia đình, thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa theo cách làm truyền thống, giúp hộ gia đình ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, chuyển đổi việc mua bán trên nền tảng công nghệ số. Triển khai các chương trình kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm từ ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông sản lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp lên các sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số.